Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay em sẽ khoe với mọi người một siêu phẩm của dòng Honda Click Thái 125 mới về cửa hàng bên em Mai nha. Hiện tại thì cái dòng xe này Honda Click 125 thì có thể là không quá xa lạ với mọi người nữa và rất là quen thuộc rồi ha cả nhà. Đây là dòng xe tay ga có thể là với giới thời thượng rất là đẳng cấp nha cả nhà. Nếu như mà anh chị em mình có nhu cầu muốn sở hữu cái dòng xe Click như vậy thì mọi người hãy cùng quan sát và cùng xem video với em Mai nha. Để em Mai sẽ hỗ trợ tư vấn và nói về một số đặc điểm nổi bật của chiếc xe này để cho mọi người cùng được biết nha. Về đầu tiên thì mọi người cùng quan sát tổng thể chiếc xe nha. Thì em xe này thì em đang quay cho mọi người, đây là màu trắng đen. Đây là màu nguyên zin của nhà máy, màu nguyên zin của nhà máy và còn nhiều thêm màu khác nữa. Thì mọi người muốn xem thêm màu khác thì mọi người hãy nhắn qua Zalo cho em Mai để em Mai hỗ trợ gửi thêm mẫu cũng như là tư vấn cho mọi người thêm nha. Tại vì video thì có hạn, em chỉ quay một cái màu xe để cho mọi người tham khảo, mọi người xem kỹ nhất về cái dòng xe này thôi nha. Rồi, màu chủ đạo của nó là màu trắng đen thì trên cà vè giúp em sẽ là màu trắng đen luôn giúp em. Thì ở phần trước này mọi người quan sát, nó sẽ có cho mình là cái dòng chữ Honda, đây là tem dán nhất cả nhà. Honda này thì Click là của Click Thái nha mọi người, Click Thái nha. Về cái phần mặt nạ trước thì mọi người quan sát này, nó sẽ là được làm gọn luôn, nó làm gọn luôn, nó không có lồi ra và nó cũng không có cái bát bảng tên phía trước như là cái con Vario nhập khẩu Indo của mình nha cả nhà. Về cái phần dáng xe tổng thể á, mọi người nhìn này, cái dáng xe của nó thì rất là gọn gàng luôn, rất là gọn gàng và kiểu dáng của nó mọi người nhìn có thể là thiên về hơi nam tính một xíu nha. Nhìn dáng xe rất là thể thao luôn, mọi người cùng quan sát đấy. Ở phía trước thì nó sẽ có tem cho mình là con số 125 nha, 125. Và về phần đuôi sau thì nó sẽ có dòng chữ cho mình là Click này đấy mọi người. Đây là Click 125 thôi ha. Đây mọi người quan sát. Về xe thì xe là sử dụng chìa khóa cơ nhé mọi người. Và về phần cốp thì rất là rộng nha mọi người, rất là rộng. Thì mọi người có thể đựng được là hai nón bảo hiểm hoặc là mấy chị gái thì mọi người có thể đựng được váy chống nắng, áo khoác, đồ tùm lum rất là nhiều thứ nha. Và trong này thì em sẽ có cái zin của nhà máy á, nó sẽ có cho mình là hai cái gương zin nhé, hai cái gương zin này, mọi người quan sát nhé, gương zin. Và em đang để bình xe đây nữa. Và cái phần bình xăng của mình cũng khá là lớn, nếu mà mọi người đi đường xa cũng rất là ok nhé cả nhà. Bình xăng thì là 5,5 lít. Đấy, mọi người đi xa mọi người chỉ cần đổ 1-2 lần thôi, chứ không cần đổ nhiều như mấy dòng xe Vision hoặc là những dòng xe bình xăng tương đối là nhỏ. Rồi, đây mọi người cũng quan sát thêm về cái một đặc điểm nổi bật nhất của chiếc xe này, mọi người thấy là cái gì mọi người? Theo em thấy thì nó sẽ là cái cặp mâm nhé mọi người. Cặp mâm thì nó là bánh căm chứ không phải là như bánh mâm như mấy phiên bản khác. Bánh mâm thì mọi người có thể là tùy theo cái sở thích mà mọi người muốn thôi. Thường thì bánh mâm thì em thấy là những cái anh lớn tuổi là sẽ thích hơn, còn những mấy anh nhỏ tuổi thanh niên thì mọi người em thấy là thường là thích mấy cái bánh căm như này cơ. Mọi người có thể nhìn tổng thể dáng xe thì nó nhìn rất là chắc chắn, rất là cứng cáp nhé mọi người. Mọi người có thể quan sát đó. Và ngoài cái phiên bản bánh căm thì em còn có phiên bản bánh mâm nữa, cũng là màu trắng luôn. Nếu mà mọi người thích cái nào thì em hỗ trợ cho mọi người cái đấy. Và hiện tại Click Thái 125 màu trắng phiên bản bánh căm em đang quay đây cho mọi người đang có giá là 76 triệu. Nếu như mà mình muốn lấy bánh mâm thì nó sẽ cao hơn giúp em là 1 triệu hai cả nhà. Và khi mà mọi người coi video em giảm cho mọi người 2 triệu, nó chỉ còn lại là 74 triệu so với phiên bản bánh căm màu trắng thôi nha cả nhà. Và nếu như mà mua góp thì mọi người chuẩn bị giúp em Mai tầm khoảng 15 đến 16 triệu là mình có thể mua góp được chiếc xe Click rồi nha cả nhà. Và hồ sơ thì em rất là đơn giản thôi, mọi người chỉ cần mang cho em là căn cước công dân gốc là có thể hỗ trợ cho mọi người duyệt hồ sơ nhanh chóng. Và nếu như mà anh chị em mình chưa từng vay góp này, hoặc là đã có vay góp rồi mà đóng tốt, đóng đúng hẹn thì em hỗ trợ bao đậu cho mọi người 100% luôn. Còn nếu như mà anh chị em mình có bị nợ xấu hay đóng trễ gì đó, nếu như mà đóng trễ, đóng xong hết rồi em hỗ trợ cho mọi người lên hồ sơ. Còn và trường hợp mọi người chưa đóng xong còn dư nợ ngân hàng thì em không có hỗ trợ được cho mọi người nha. Đó, về phần đó thì mọi người có thể nhắn qua cho em để em được tư vấn cho mọi người thêm. Và hiện tại thì em có ship xe cho mọi người toàn quốc nữa. Nếu như mà mọi người ở gần cửa hàng thì mọi người qua coi, còn mọi người ở xa mọi người không ghé tới cửa hàng coi được thì mọi người hãy nhắn tin hoặc là gọi điện qua Zalo cho em để em quay xe cho mọi người và hỗ trợ ship xe tận nhà cho mọi người luôn nha. Và khi mà ship xe thì mọi người bắt buộc đặt cọc giúp em tầm khoảng vài 3 triệu. Mọi người cứ nhắn qua cho em để em được hỗ trợ tư vấn cho mọi người nhé, nó sẽ kỹ hơn. Tại vì nó có rất là nhiều vấn đề thì nếu như mà mọi người tin tưởng mọi người hãy đặt cọc, mọi người ship xe. Còn nếu mà mọi người không đặt cọc được thì em không hỗ trợ ship xe cho mọi người được nha. Và hiện tại em có thu xe cũ và lên đời xe mới cho mọi người luôn. Nếu như mọi người có xe cũ mình không có sử dụng tới nữa thì mình có thể nhắn qua Zalo cho em nhé, em hỗ trợ thu cho mọi người giá cao. Và khi mà mình tới cửa hàng mua xe thì xe mới em còn giảm thêm cho mọi người 2 triệu nữa nha. Rồi, đây là Click Thái, nó tổng thể là như vậy. Nếu như mà mọi người
tài chính thấp hơn, mọi người cũng có thể là lưu ý, mọi người quan tâm tới cái dòng xe Vario, mà Vario 125 nhập khẩu Indo luôn. Bên em hỗ trợ là độ áo clip Thái. Nó nằm giá nó chỉ tầm khoảng là 40 triệu, 41 triệu thôi. Đấy, mọi người muốn dòng xe đấy thì mọi người nhắn qua cho em nha. Em hỗ trợ tư vấn và gửi thêm mẫu cho mọi người. Về kiểu dáng em làm y chang như clip, nhưng mà tem tem xe thì em sẽ làm tem Vario, bao chạy hợp lệ cho mọi người yên tâm nhé. Rồi, em sẽ kết thúc video này tại đây thôi. Nếu mà mọi người muốn xem thêm về nhiều dòng xe khác nữa thì mọi người mạnh dạn alo cho em theo số hotline 0325 240 470. Bên cửa hàng em cung cấp cho mọi người đầy đủ tất cả các dòng xe, hỗ trợ trả góp tất cả các dòng xe luôn. Có từ xe số T, xe tay ga, xe tay côn, đầy đủ hết cho mọi người lựa chọn nha. Rồi, hẹn gặp lại mọi người cái clip sau nha. Bye bye mọi người nha.